Thưa quý vị, năm học 2022-2023 đang đến gần. Thời gian này thì các trường học trên địa bàn Đà Nẵng đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, thực hiện dọn dẹp, trang trí khuôn viên trường lớp khang trang sạch đẹp, sẵn sàng chào đón năm học mới. Sau hơn 2 năm thi công, nhiều lần bị gián đoạn do ảnh hưởng của COVID-19, năm học này, khối phòng học khang trang 4 tầng của trường tiểu học Nguyễn Du, quận Thái Châu sẽ chính thức hoàn thiện đưa vào sử dụng. Việc hoàn thiện khối phòng này sẽ không những tạo cảnh quan sư phạm sạch đẹp, mà còn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Nhà trường đã cho tu sửa lại tất cả các phòng học, sơn sửa cũng như là bảo dưỡng các thiết bị điện, quạt, điều hòa và đặc biệt là đầu tư các trang thiết bị để có thể phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Ngoài ra, cái dãy phòng học mới thì đang trong cái giai đoạn hoàn thiện và khi được đưa vào sử dụng thì chúng tôi sẽ có thêm những cái phòng bộ môn như là ngoại ngữ, tin học dành cho các em học sinh. Theo đề án xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư gần 4.400 tỷ đồng, lĩnh vực giáo dục của thành phố đến năm học 2025-2026 sẽ có nhiều thay đổi ấn tượng. Những công trình trường học khang trang đang dần được đầu tư. Năm học này, trường mầm non Hoa Phượng Đỏ, quận Hải Châu được đầu tư xây mới toàn bộ. Hiện học sinh nhà trường đang học tạm tại một địa điểm khác, trong khi chờ ngôi trường mới sẽ hoàn thiện vào tháng 10 năm nay. Khi mà về được trường mới thì trường mình sẽ khang trang hơn, đáp ứng được cái nhu cầu của phụ huynh ở trong địa bàn phường là chỉ có một trường công lập. Trường mình khi mà xây xong thì cái quy mô nó rất là lớn, được 16 phòng học, 2 phòng chức năng, đáp ứng tất cả các điều kiện đầy đủ để cái chương trình mới phát triển. Những ngày qua, công tác chuẩn bị cho năm học mới tại các trường học trên địa bàn thành phố đang diễn ra với không khí khẩn trương. Các cán bộ giáo viên của các trường đã bắt tay vào tu sửa, dọn dẹp lớp học bằng ghế, cắt tỉa hoa, cây cảnh, vệ sinh sân trường, sắp xếp đồ dùng giảng dạy vào khu vực xung quanh lớp học để sẵn sàng đón học sinh tụ trường theo kế hoạch. Ngay sau khi kết thúc năm học, nhà trường đã tiến hành rà soát toàn bộ cơ sở vật chất hiện có của nhà trường, những cơ sở vật chất trang thiết bị mà sử dụng được ấy, thì chúng tôi tiến hành bảo dưỡng, duy tu và sửa chữa ngay để kịp thời cho năm học mới. Còn đối với những cái cơ sở vật chất mà thuộc sửa chữa nhỏ của nhà trường ấy, thì chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch đầu tư chỉnh trang và làm ngay trong khi là học sinh nghỉ. Tính đến thời điểm này ấy, thì cái điều kiện mà chuẩn bị đón cho các em học sinh đến trường thì nhà trường tương đối đảm bảo. Sở Giáo dục Đào tạo thành phố cho biết đang tích cực phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận huyện tập trung nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình đề án về tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo đủ phòng học theo lộ trình, ưu tiên bố trí phòng học để 100% học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3 được học 2 buổi một ngày, xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng, phòng thư viện, mua sắm bổ sung bàn ghế học sinh.